trân trọng kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, cùng tất cả quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu. Đại chúa ơi! Yeah! Chào tay! Chào! Sau đây là phút mặc niệm. Kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, và quý vị dành một phút để tưởng kính hồn thiêng sông núi, chư anh linh, tiền nhân, liệt tổ, các anh hùng dựng nước và giữ nước, đặc biệt anh linh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và đồng minh. Xin phụ trì con cháu Việt Nam lạc hồng tiếp tục sự nghiệp lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, phát triển đất nước, và cầu nguyện cho tất cả đồng bào thân nhân đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trong ngục tù cộng sản, được siêu thoát vào cõi phúc. Phúc mặc niệm bắt đầu. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy nay, tươi cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Sơn biến toàn dân tham chiến, đồng một lòng đưa tiến kiêu hùng, đập tan sông lực mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời, xương thịt nằm mỉm cười chín suối, hồn hăng say tiếp nối hy sinh. Sông oanh liệt chết oai linh, lưu hương bấn khuất vang danh xa gần, vì tổ quốc vong thân đáng trọng, xác thịt tan danh sông dân thờ, voi hùng chết để cầm ngà hùng kiên xa bay, nhưng ra mặc niệm chấm dứt. Kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, và quý đồng nhiệm an tọa. Kính chào quý vị. Trong tim
anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn trông nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tâu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nấu nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Sương gió nguyên ước trong tim, anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, dâng cao cao ước nguyện muốn trông nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cồn sóng, núi rừng ơi hợp tâu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày trong mơ ngày sông núi đợi chờ. Trân trọng kính chào quý vị và kính chúc quý vị một ngày thứ hai bình an. Mời quý vị cùng Francis tương tác dâng lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho Đức Quốc Công Đào Minh Quân Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sớm giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam, xây dựng lại đất nước để mọi người được an hưởng thái bình. Cầu nguyện cho quốc dân Hoa Kỳ đẹp thần ý nguyện. Cầu nguyện cho quốc dân Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị tàn bạo tà quyền Cộng sản Việt Nam.
cầu nguyện cho Đảng Cộng sản Việt Nam sớm quay về với chính nghĩa quốc gia sẽ được đối xử tử tế. Lạy Đấng tối cao Thượng Đế Trời Phật và Hồn Thiên sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ được quốc công tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, để Tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bên bờ hạnh phúc vinh quang trường cũ, mỗi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời thượng nhương thánh đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính, sống thì phải cho lẫm liệt mà thét cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị, cùng Francis tương tác dâng lời cầu nguyện. Hôm nay quý vị khỏe không? Hy vọng quý vị luôn bình an và chiến đấu tới giây phút cuối cùng đối với giặc Corona. Hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi nghe và phân tích một thông cáo về Tập đoàn Cộng sản tô rập với lại Formosa để ghét đồng bào. Quý vị ở trong nước, tất cả cái tình huống xảy ra của Formosa vừa qua, quý vị có nhận được tổng cộng là nửa tỷ đô la US đô la, có đúng không quý vị? Lời đầu tiên chúng tôi cầu chúc quý vị, nếu có nhận được thì quý vị đã nhận được tổng cộng là 5 tỷ, nếu xin lỗi, 5 nửa tỷ đô la, xin lỗi, sorry quý vị, nửa tỷ đô la là 500 triệu. Còn nếu quý vị không có nhận được tổng cộng hết tất cả nửa tỷ đô la đó, tức là tập đoàn Cộng sản nó đã lừa dối quốc dân Việt Nam rồi. Trong cái lúc nghèo mà có được nửa tỷ đô la thì cũng đỡ lắm, chắc không đến đổi. Nhưng mà ngược lại còn mắc thêm cái eo. Bản thông cáo rất là quan trọng, tập đoàn Cộng sản to rập với Formosa để gạt gắm đồng bào. Ngày 11 tháng 4 năm 2017 vừa qua. Kính thưa đồng bào, việc khởi kiện công ty Formosa thả chất độc gây ô nhiễm môi trường và hủy diệt sự sống tại Việt Nam do Bộ Tư pháp Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để nạp ngày 14 tháng 11 năm 2016 với số hồ sơ là CV16-02052-ZAFM đang được Tòa án Liên bang Hoa Kỳ thụ lý. Hấp dẫn chưa quý vị? Chúng tôi nhìn thấy cái tài năng cuối cùng, phải nói rằng là ông Duterte, tổng thống Philippines, đã kiện tạo cộng nhưng không tuyên bố lấy lại cái hòn đảo đó tức thì. Nhưng một mai này, khi tập đoàn Cộng sản Tàu mà nó ngang nhiên tự tại, thì ông tổng thống Duterte chỉ cần nói một câu: cái ông nên nhớ đó nha, đảo này là đảo của Philippines, quốc tế có thừa nhận rồi đó nha. Nhưng mà chúng tôi, bởi vì tình anh em láng giềng Đông Nam Á, để cho các ông dùng tạm mà thôi. Chỉ cần thôi quý vị, chỉ cần quốc tế thừa nhận là không phải bán đảo đó thuộc về của Tàu Cộng, nhiêu đó cũng đã đủ rồi. Dần dần chúng ta, bởi vì Tàu Cộng mà nó lớn không, thì chúng ta phải dựa
lượng cái thời cơ mà chúng ta quýnh nó, chứ tội gì phải đứng ra một mình có chút xíu xíu hàng ngón tay mà quýnh cả một cái thân thế con voi thì làm sao quýnh được. Đó là chiến lược của ông Duterte. Chúng ta cũng vậy, chúng ta kiện tàu cộng và hôm nay tòa án liên bang của Hoa Kỳ để thụ lý đó, thì một ngày mai kia chỉ cần cái búa của ông tòa họ xuống một cái thôi, chúng ta không cần vội để mà đòi chúng nó, không cần vội. Nhưng mà một ngày nào đó, chúng ta bước dần tới, chúng ta nói các anh nên nhớ nha, quốc tế đã thừa nhận các anh là người là gọi ác nhân, ác lai, thì nhất định quý vị sẽ bị ác báo. Từ từ mình đòi họ, mình đòi ngay cái khúc mà họ yếu đuối, ngay cái lúc họ đang mạnh, mình đòi họ chi, không? Chỉ cần là thế giới quốc tế quyết định là đủ rồi. Từ từ rồi chúng ta sẽ, trời ơi, viễn chuyện gì chứ, cái chuyện mà quốc tế nó thừa nhận cho một phép rồi là quốc dân Việt Nam mình có hàng ngàn lẻ một cái cách thức để mà đòi cái số tiền này. Mời quý vị tiếp tục nghe cái số tiền nó lớn hàng nào. Vì tính chất dân chủ công minh của luật pháp Hoa Kỳ, và đây là một vụ kiện lớn, nhiều thủ tục, rất tốn kém nên công việc tiến hành không nhanh như chúng ta mong đợi. Tuy nhiên, với những chứng cứ không thể đảo ngược từ phía các nạn nhân và được thu thập tại hiện trường, công ty Formosa sẽ phải đối diện với cái bản án nghiêng thắng lợi về phía chúng ta với sự bồi thường thiệt hại sơ khởi được chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đưa ra là 28 tỷ đô la Mỹ kim. 28 tỷ đô la Mỹ kim chứ không phải là nửa tỷ giống như tập đoàn công sản nước Bolivia, mà con số đó không biết quốc dân Việt Nam tội nghiệp có nhận được hay không. 28.000 triệu, tức là 28.000 triệu đô, tương đương với 644.000 tỷ Việt cộng hiện nay. 44.000 tỷ. Quý vị có biết cái số lượng 1 tỷ đô la nó như thế nào không quý vị? 1 tỷ đô la, wow, cái số tiền này nghe rất là hấp dẫn đó đúng không? Số tiền một tỷ đô la, giả dụ quý vị mà tại vì hôm trước có nhiều người quý vị hỏi 1 tỷ đô la nhiều hay ít, thì mình có làm một cái bài toán, để cho quý vị biết là cái 1 tỷ đô la nó nhiều như thế nào ha. Bởi vì là quý vị cũng đặt cái câu hỏi là mình cũng ngớ ngẩn. Giả dụ một tờ đô la, quý vị cứ tiếp tục nối tờ khác, nối thành một chuỗi dây thập kỳ dài, nối đúng 1 tỷ, thì cái chuỗi dây đó nó dài bao nhiêu? Nó dài từ ải Nam Quan xuống tới mũi Cà Mau, rồi kia là quẹo lên trở về lại ải Nam Quan của Bắc Việt, rồi chạy xuống tuốt mũi Cà Mau của Nam Việt Nam, rồi chạy lên, chạy xuống, chạy lên, chạy xuống, chạy bao nhiêu vòng. Thì cái sợi dây nối dài bằng 1 tỷ đô la đó, nó đi ngang qua cái cầu sông Bến Hải, cầu Hiền Lương, tới là 33 lần, trên 33 lần. Có nghĩa rằng cái người mà đứng tại cầu bên sông Bến Hải, cầu Hiền Lương, có khả năng đếm được cái người cầm cái sợi dây đi ngang đó trên 33 lần.
Tại vì quý vị hỏi là 1 tỷ đô la bao nhiêu thì mình cũng làm bài toán để chia cho quý vị biết, chia sẻ cho quý vị biết. Nó dài như thế đó. Mỗi ông tờ quý vị cứ đôi lại dán tiếp tục thành sợi dây 1 tỷ đô la. Kéo dài từ ải Nam Quan tuốt miền Bắc Conakry giáp dưới với là ranh giới của Tàu Cộng, kéo xuống với lại Mũi Cà Mau ở dưới miền Nam Việt Nam, rồi cái kéo lên kéo xuống. Người đứng quan sát ở tại sông Bến Hải là nhìn thấy người cầm cái sâu 1 tỷ, sợi dây 1 tỷ đô la nó đi ngang đó trên 33 lần. Vậy thì quý vị biết là số lượng 1 tỷ đô la nó bao nhiêu rồi. Mời quý vị dùng nước nha. Tất cả nạn nhân nói chung là đặc biệt những đồng bào đã ký đơn giao quyền kiện Formosa cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Nên lưu ý, vì biết tình trạng kinh tế của đồng bào eo hẹp khó khăn nên bọn đầu sóc cộng sản to ra với Formosa lừa bịp, hứa hẹn đưa ra những cái con số bồi thường không thỏa đáng. Nếu chấp nhận tức mức bồi thường 500 triệu đô la thì sau khi bọn đầu sóc cộng sản ăn bớt chia chác nhau thì tiền bồi thường tới tay nạn nhân không còn bao nhiêu nữa, đúng không? Không còn bao nhiêu nữa. Trời ơi, chúng tôi rành trại, bởi vì chúng tôi đi guốc trong cái bụng của tập đoàn cộng sản thì chúng tôi biết hết. Chúng nó hay lắm, chúng nó là nói rằng cần phải ký cái tờ giấy này, cần làm tờ giấy kia, thâu cộng trừ nhân chia, quý bà nhận được nhiều đây, nhiều đây. Nhưng mà có người thì nghe cái âm thanh rằng sẽ nhận, nhưng biết tới giờ này những người đó chưa bao giờ được nhận, chưa bao giờ được nhận. Thật sự đang phỉ báng cái tập đoàn cộng sản. Bởi vì quốc dân luôn luôn lúc nào cũng nghĩ rằng họ là lãnh đạo của đất nước. Họ nói gì quý vị cũng nghe. Mà thật ra quý vị có bao giờ bầu họ để lên lãnh đạo chưa? Mà quý vị thừa nhận họ là lãnh đạo. Quốc dân đóng vai trò củng cố cho họ lên lừa bị quốc dân thêm. Quý vị phải thừa nhận cái câu này đó nha. Quốc dân Việt Nam đóng cái vai trò gọi là nòng cốt, củng cố cái sự lừa bịp của tập đoàn sản. Bởi vì cái ngộ nhận của quý vị, chúng tôi dẫn tải tin tức hồi lên cho quý vị bỏ đi, phải thức tỉnh. Phải thức tỉnh. Giả dụ trước năm 45 kia chúng ta sớm nhận diện tên Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam, thì chúng ta lại bớt đi cái sự đổ máu tương tàn rồi, cái đó không? Bởi vì chúng ta ngộ nhận tên Hồ Chí Minh là người Việt Nam, cho nên gây ra cái cuộc chiến tàn khốc hai miền Nam Bắc và đất nước Việt Nam ngày hôm nay 45 năm trôi qua vẫn còn là đau khổ với làng xung quanh. Cứu tôi, chúng nó cướp nhà cướp cửa, chúng nó đánh đập người dân, giống cũng như là cuộc chiến đang xảy ra gì không bằng. Cho nên cái việc Formosa ngày hôm nay quốc dân Việt Nam cũng cúi đầu, bởi vì quốc dân Việt Nam cho rằng là tập đoàn cộng sản là lãnh đạo đất nước. Sai lầm, quý vị nên nhớ, lãnh đạo đất nước Việt Nam ngày hôm nay là Đức Quốc Công Ngài Tổng thống Đào Minh Quân, chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, chứ không còn là tập đoàn cộng sản nữa. Ngày nay quý vị có thể từ chối cái lời phát biểu của chúng tôi, nhưng ngày mai này quý vị không đủ lời lẽ mà nói rằng quốc tế thừa nhận tập đoàn cộng sản và cúp chính quyền ngày 30 tháng 4 năm 1915. Xí tăng còn để đó, xí tăng nó cán cẩm dinh độc lập còn để đó, chứ không phải quốc dân bầu chọn cái tập đoàn cộng sản lưu manh đó vào miền Nam để lãnh đạo đâu. Nên nhớ điều đó nhé. Bữa nay có thể quý vị lên YouTube nhìn xem tập đoàn cộng sản nó dùng xe tăng nó kén cửa cổng dinh độc lập, nhưng mà phải là xem cái thước phim thật mới được, tức là nó nhào vô nó kén cửa cổng dinh độc lập, bị cửa cổng dinh độc lập nó kẹp lại nó kẹp lại dính làm chiếc xe tăng từng xẻ rừng Trường Sơn về tới đô thành, vô bị cái cửa cổng dinh độc lập nó kẹp cứng ngắc này đó, rồi chiếc xe tắt máy.
Còn cái thước phim mà quý vị thấy cửa cổng xe tăng mà nó chạy lọt vô được, đó là thước phim đã đóng lại đó, thấy nha. Và thước phim kế tiếp nữa, nó lên tới túc lên tầng lầu thứ hai của Dinh Độc Lập, nó nhìn thấy nguyên cả cái ban đầu sậu của cái tên tướng Bất Tài Đạo Chánh ngồi có lớp có làng. Xin lỗi, đâu có phải lúc đó mà ngồi có lớp có làng như thế đó đâu. Đâu có cái vụ mà cái đám cộng phỉ nó mang cờ xanh nửa đỏ nửa xanh mu sôi vàng, nó chạy lên trên đó rồi có người sĩ quan đứng ngay cửa cổng có chỉ đi lên chỗ kia chỗ nọ đó. Làm gì có cái chuyện tình huống đó, nó đóng lại nó phỉ nhổ quốc dân Việt Nam. Phải nói là quý vị cũng phải thức tỉnh và nhận diện ra đâu là chân thật chứ. Tên đại tướng Dương Văn Binh, cái tên Bất Tài, cái tên tướng Đạo Chánh, làm gì mà ngồi ngay ngắn như thế đó mà để cho chờ tập đoàn cộng sản lên rồi cái đứng lên chào rồi. Trời ơi, những cái thước phim tôi nói mấy anh đóng kịch tôi nói nó dở lắm, nghệ thuật cái nó dở éc à. Không phải quốc dân chọn bầu những cái đám đó đâu nha, cái đám trong rừng rú ra đâu đó nha, cái đám đó là cái đám ăn cướp chính quyền trả thù dân tộc đó. Nhìn thấy xi tăng của nó rõ ràng đó, chứ không phải là bởi quốc dân đứng ra bầu phiếu đâu, mà trong cái định ước Ba Lê có ghi rõ cái đó là phải dân quyết định, chứ không phải là lấy cường quyền quyết định, súng đạn đầu rơi máu đổ đâu. Bằng chứng còn để nguyên đó, một ngày gần đây tập đoàn cộng sản hết nơi để hạ cánh an toàn rồi, liệu hồn. Nếu ai chấp nhận mức bồi thường do cộng sản đưa ra thì phải ký đồng ý từ bỏ quyền kiểu thông, nên sẽ không được bồi thường sau khi chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thắng kiện. Cho nên quốc dân Việt Nam hãy nên phải chỉnh sửa làm sao mà để cho ngày mai này khi chúng tôi để tâm Việt Nam Cộng Hòa thắng kiện thì quốc dân Việt Nam đừng có tìm cách là ta thán rằng là tại sao chúng tôi cũng là nạn nhân của Formosa lại không nhận tiền của đệ tâm Việt Nam Cộng. Bởi vì quý vị đã nhận cái số tiền gọi là dư thừa bát xạo của tập đoàn cộng sản và quý vị đã ký đó, đúng không? Quý vị đã ký cái xác nhận rồi thì ngày mai này quý vị đâu có thể nào mà nhận tiếp tục nữa từ chính phủ đệ tâm Việt Nam Cộng. Bởi vì cái văn thư có ghi rất rõ, nếu ai chấp nhận mức bồi thường do tập đoàn cộng sản đưa ra thì phải ký kết đồng ý từ bỏ quyền kiểu thông, nên sẽ không được bồi thường khi chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa thắng kiện. Do đó chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời yêu cầu Bộ Thông tin cũng như mọi người trên truyền thông truyền nhau thông báo này để tránh giúp cho đồng bào thêm kiên nhẫn chờ đợi để không bị bọn cộng sản gian ác lừa gạt. Trân trọng, đó là thông tin của văn phòng thường trực của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Cho nên những ngày kế tiếp đây là những ngày vô cùng hấp dẫn và quan trọng nhất cho quốc dân Việt Nam, bởi vì chính phủ, Bộ Ngoại giao của chính phủ đệ tâm Việt Nam Cộng Hòa và Bộ trưởng Lâm Ái Vị đang chuẩn bị tư thế để gặp Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, bàn luận hoạch đặt ra cái kế hoạch đưa Đức Quốc Công Ngài Tổng thống Đào Minh Quân trở về nước. Quốc dân Việt Nam hôm nay từ chối lắng nghe, nhưng ngày mai đây quý vị không đủ lý lẽ xác nhận rằng việc Đức Quốc Công trở về nước là cái chuyện phải hẳn nhiên. Bởi vì cái ván cờ của thế giới nó đã đi đến tới cái giai đoạn cuối cùng, con tốt đã qua xong rồi, chỉ quấn sắp lá cà thôi. Đúng không? Con tốt đã qua xong rồi là chỉ quấn sắp lá cà và chiêu tương bất quy tắc luôn.
Quý vị nên nhớ là bàn cờ của quốc tế nó đã đặt ra rõ tại Biển Đông rồi. Quý vị nhìn thấy ngày hôm nay lâu lâu nó phất lửa ở ngoài khơi Biển Đông, quý vị nhìn thấy đó. Thấy chưa? Thương thay cho con tốt trên bàn cờ, chỉ tiến không lùi, chẳng dám mơ. Bồ đào Mỹ tủ nhường xe pháo, quẹn dặm chinh y đẫm máu đào. Đó là bàn cờ của chiến lược của quốc tế trên thế giới đó. Cho nên quý vị nên nhớ một điều, đã có khởi hành ắt hẳn có đến. Nên nhớ cái câu đó, để tâm Việt Nam Cộng Hòa đã luôn luôn gắn bó với thời gian, không để sót. Cho nên cái việc Đức Quốc Công Ngài Tổng thống Đồng Quân trở về nước đương nhiên là cái chuyện đương nhiên. Thấy chưa? Chào quý vị, nghe thêm một cái thông điệp. Năm lý do quan trọng mà Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam cố dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ uy tín của chính phủ Thủ tướng Đào Minh Quân trước kia, lúc ngài còn làm thủ tướng. Điều 1, trưng cầu dân ý là cơ hội để cho người dân nói lên nguyện vọng của họ, là muốn nên để Tam Việt Nam Cộng Hòa thay thế chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, phải tích cực tham gia với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Cho dù bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam tìm mọi cách cản trở, nhưng phải biết rằng chỉ có trưng cầu dân ý là duy nhất để chứng minh được với quốc tế ý nguyện của người dân mà thôi. Chứ không có súng đạn gì hết. Quý vị ơi, thời buổi này mang súng đạn thì quê cái cục. Thời buổi này mà quýnh giặc bằng súng đạn quê cái cục. Quý vị cho rằng là thời hoàng kim rồi mà tại sao thế này thế nào, thì thời hoàng kim chúng tôi quýnh giặc đâu có cần phải dùng vũ khí đâu. Đâu có cần cái gọi là nhất tướng công thần quan cốt khô đâu. Mà xuất chứ ngự quýnh tan quân thù. Chứ đâu có cần thiết là phải súng đạn. Quý vị lúc nào cũng là trên cái bánh xe phải có súng đạn rồi thế này thế nào. Năm 1930 trước kia quý vị có thể nói được câu đó. Trong cái thời buổi ngày hôm nay, chúng tôi lật lại những cái trang sử cũ là chúng tôi lấy lại quyền của đất nước mà thôi. Bởi vì quốc dân Việt Nam ai cũng biết là tập đoàn Cộng sản nó là cái tập đoàn lừa bếp. Quần ông phải cho dân vì dân. Cho nên chúng tôi ngày hôm nay đập tập đoàn Cộng sản dễ hơn trong cái thời năm 1930 trước kia. Hai, dù dân chúng đã chán ghét chế độ Cộng sản cùng cực, nhưng do sự trấn áp dã man của Cộng sản khiến cho những người dân quá lo sợ. Tuy nhiên, khi phiếu trưng cầu dân ý gia tăng sẽ gây ra cái hiệu ứng domino dây chuyền. Có nghĩa là tốc số tham gia càng tăng sẽ làm cho người dân bớt lo sợ, nên họ càng mạnh mẽ tham gia hơn. Điều này khiến cho cái tốc số trưng cầu dân ý sẽ nhanh chóng lên đến một cái con số rất lớn trong một ngày rất gần đây. Đấy, thế nào mới gọi là thí thất công là cái chỗ đó. Đấy, chứ không phải thời bây giờ mà mang cái súng AK chạy lọt sọt dập té cái đầu súng nó chọc vô lỗ mũi ăn trầu không lôi, hiểu không? Tập đoàn Cộng sản bây giờ các chiến binh nó nhìn thấy bây giờ nó đánh, nó đập, nó hành hạ, nó chửi, nó mạ nhục đến độ bây giờ ra đường để bán thịt heo, mặc viên bộ đồ gọi là cái bộ đồ quân đội nhân dân ra bán thịt heo, bán từ cái bó rau lụng bại úa ẩn buộc người dân phải mua. Đó, chế độ Cộng sản đó, cái loại ăn cướp nó là vậy đó. Chứ đâu có còn đầy đủ tác phong là một chiến sĩ của nhân dân gì đâu. Nó ăn lương của nhân dân nhưng mà nó hút máu tình đồng chí của chúng ta. Chúng ta tiêu diệt lẫn nhau dọc theo đường đời. Thứ ba, trưng cầu dân ý là một cái biện pháp ôn hòa hữu hiệu để giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam mà không can qua thương vong đổ máu. Thấy chưa?
Thấy đệ tam Việt Nam của họ biết rõ hết tất cả, ngày hôm nay là cái thời buổi hoàng kim, không nên đầu rơi máu đỏ, dùng cây súng sắt với viên đạn đồng xưa quá rồi. Vì chỉ cần một chữ ký hay một cú điện thoại, người dân đã làm xong nghĩa vụ đối với đất nước và chứng minh được với quốc tế là người dân Việt Nam không muốn chế độ cộng sản tồn tại. Cho nên tôi mới nói, quốc dân Việt Nam ngày hôm nay chỉ cần một vài giây khắc dư thừa của quý vị thôi, trưng cầu dân ý, sẵn sàng để đó. Ngày mai này quốc tế nhìn vua, thấy cái số lượng ước muốn quốc dân Việt Nam giải thể tàu quyền cộng sản nó lớn quá, không thể không quyết định hoặc không thiện. Cho nên quý vị xem thường cái chuyện trưng cầu dân ý. Hỏi thứ tập đoàn em này, nó tìm đủ mọi cách, nó dùng tiền to lớn để nó mua cái số phiếu của nó, mà chúng nó tự nghèo nắng ở trong cái văn phòng của chúng nó, rồi nó buộc quốc dân phải thừa nhận ông A và B là thủ tướng, ông bí thư, đủ thứ, chủ tịch quốc dân Việt Nam có ai bầu không? Đó. Làm gì quý vị biết được cái lá phiếu đi bầu lãnh đạo? Quý vị đừng có ngồi nhận tập đoàn không phải. Tập đoàn cộng sản không phải là cái tập đoàn lãnh đạo đất nước ngày hôm nay, nên nhớ điều đó nha. Với hàng triệu phiếu trưng cầu dân ý trong tay Tổng thống Đào Minh Quân, đã có được cái nền tảng pháp lý vững chắc cho đồng bào Việt Nam y thét qua cái lá phiếu bầu chính thức ra mặt tại Liên Quốc và Tòa Hình sự Quốc tế ICC. Thấy chưa? Thế cái hào hùng của quốc dân Việt Nam càng ngày càng trỗi dậy như ánh bình minh rực sáng trời đông. À, International Criminal Court để thúc đẩy vụ kiện tàu cộng hòa 18 tên đầu sọc cộng sản, kể cả vụ kiện Phục Mô Sa tại tòa Liên bang Hoa Kỳ cũng được tái khởi động, mà công lý sẽ nghiêng về phía nạn nhân, tức là nhân dân Việt Nam. Một ngày gần đây là cái bên đỏ, tôi nói cái ngày tương lai gần đây nhất là cái bên đỏ cho quốc dân Việt Nam. Chúng ta có hàng tỷ đô la chuẩn bị canh tân đất nước. Cho nên tôi miệt mài thưa với quốc dân rằng khi để tam Việt Nam còn họ trở về nước, thì quý vị đừng bao giờ băn khoăn lo lắng về cái tương lai cho tính chính gia đình của quý vị. Bởi vì là trường học là miễn phí, thi vô đại học cũng là miễn phí, đưa con vào vườn trẻ lấy càng miễn phí, bởi vì những cái đó là những cái mầm non của quốc gia, cái tồn vong của đất nước, thì làm cách nào, tại sao quốc dân phải bỏ tiền ra mới được có cái chỗ đứng cho con em nó học trong mấy trường của quốc gia? Hơi lạ, tôi nghe hơi cảm thấy hơi lạ, xin phép quý vị. Mình là người dân của một nước, mình đi học bởi vì tương lai là mình phục vụ cho quốc gia, chứ đâu phải phục vụ cho gia đình riêng tư của mình đâu. Vậy mà bắt mình bỏ tiền ra khi mà mình đưa con đi vô trường mẫu giáo hay là trường mầm non gì, mình thấy rất là lạ đó quý vị. Thật sự mình thấy rất là lạ. Vào nhà thương, trời đất ơi, nhắc nhắc tới cái chỗ như vào nhà thương mà có cái chữ thủ tục đầu tiên, trời ơi, mình nghe cái mật mã này nghe thấy nó hơi hay mới lạ lùng. Vậy còn mấy ông bác sĩ y tá trong đó, mấy ông nhận tiền lương của quốc dân rồi bây giờ là nhận thêm cái thủ tục đầu tiên nữa. Vậy lương y là mẫu từ mẫu cái gì, ép mẫu thì có, mẹ ghẻ thì có, đúng không? Thật sự tôi không tin nổi, cái lâu lâu mà tôi điện thoại về trong nước hỏi sức khỏe là sao, họ nói là vô trong nhà thương là phải trả tiền rồi thế này ra. Tôi nói đừng có trả thì cứ làm gì, nó nói đừng có trả thì khiến về nhà chôn. Tôi nói trời, lục hóa vào đâu vậy? Người ta nói trời ơi anh ơi, anh đừng đem chuyện nước ngoài đem về trong nước nói chuyện không ai nghe nổi đâu. Nó trời đất ơi, cái đó sự thật là phải nghe thôi chứ. Chứ thử đời nay đi vô đó, người ta bệnh hoạn, người ta mới vô tới nhà thương. Thì nhà thương bác sĩ có bổn phận
từ mẫu mà. Thì tại sao lại đòi là thủ tục tiền đâu, đầu đầu tiên gì đó. What? Khi quốc dân nghèo, có bàn tay của chính phủ. Bởi vì chính phủ lập nên, không phải là để cai trị, mà để lãnh đạo đất nước, giúp dân cứu khổ. Tập đoàn Cộng sản đúng là cái tập đoàn Cộng sản, cái chính sách của chúng là bó tay chấm cơm. Rừng Việt Nam phải nói là thật sự, tôi nói câu này quý vị sẽ chống bán không? Nếu mà tập đoàn Cộng sản nó giết một người thì tôi nhìn thấy ok, nó cũng chẳng có cái gì kinh hoàng lắm trong tâm tư của tôi. Nhưng mà nhìn thấy một cái cây cổ thụ của Việt Nam mà bị cưa ngã xuống, trời ơi, mình đau, đau xé lầm, xé da luôn. Mình phải là copy lại cái hình đó cho nó lớn rồi mình photo cho nó bự ra để nhìn thấy nó sống là hàng là mấy chục năm, cả trăm năm à, được cao lớn như thế, bảo vệ trên cái miền cao nguyên để mà mưa nó không có chài trục xuống miền đồng bằng à, nó không cuốn trôi đi những cái màu mỡ của đất đai của dân tộc. Mình cảm thấy nó xót xa gì đâu. Mà tập đoàn Cộng sản nó cưa hàng thớt tới nay nó cưa mà trống rừng rú. Nó đem về nó cất cái nhà tiên sư nó ra. Cái nhà thờ bây giờ đúc bê tông cũng chắc ngon lành vậy à, muốn giỏi thì có tiền à, nó mua hết vàng nó phết vô trong cái bức tường của nó là cũng đẹp rồi. Vậy mà nó đòi phải là lên rừng phải cưa gỗ về. Ngày hôm nay dân kiện qua nó nói thôi thì mang nó khích đố với người dân, nó nói à thưa nghe mang gỗ lên rừng để lại đi à. Quý vị nên nghe Francis này à. Thật sự cái tên công an đó nó nói như thế, ok mang xăng tới nhà nó đốt đi, đốt xong rồi lấy tro bỏ vô cái bịch ni lông rồi cái mang lên rừng rải để làm phân cho rừng núi à. Chẳng lẽ chúng ta là khum lưng rừng hết cả cái tòa nhà gỗ của nó làm sao chúng ta rừng nổi? Thì cũng là một cái hình thức rừng khác. Vốn chúng ta rừng gỗ đó để trở lại về rừng rừng núi cho cái gỗ đó nó mục ra làm phân cho rừng núi. Thì bây giờ chúng ta đem sang tới nhà có tên cán bộ đó đốt rồi lấy trò. Để nó hỏi chi? Nói tại sao đốt nhà? Ông đã nói rằng ông khích chúng tôi là rừng cái gỗ này trở về rừng đi. Mà bây giờ chúng tôi đây là cái hình thức chúng tôi rừng tạo điều kiện nhẹ nhất. Đốt cái nhà của ông. Hốt trò đem lên rừng. Để lại làm bốn khay bốn phân trực rừng núi. Tập đoàn Cộng sản phải nói là quá lưu manh tàn bạo. Tàn bạo với quốc dân rồi, tàn bạo chỉ được đất nước là phải nói. Tập đoàn Cộng sản này mình phải dùng một cái chiêu thức gì thôi thì tha được thì cứ tha sau này à, hãy nhớ điều đó. Tha được thì cứ tha sau này. Điều năm, vụ kiện Tàu cộng đòi 38.000 tỷ đô la tại Tòa án Quốc tế ICC vì sự thiệt hại của toàn dân Việt Nam do Tàu cộng đã xài tình gián điệp Hồ Chí Minh gây ra cái chiến tranh diệt chủng chống nhân loại là thủ phạm gây bao thương đau chích chóc cho nhân dân Việt Nam từ năm 1930. Ngồi ra, vụ kiện đòi Cộng sản Việt Nam bồi thường 201 tỷ do các nạn nhân chiến cuộc hai miền Nam Bắc và đồng bào tị nạn Cộng sản sẽ nhờ công cuộc trưng cầu dân ý này mà sẽ được quốc tế chú ý. Quý vị nên nhớ cái chuyện trưng cầu dân ý không phải là lãng quên theo thời gian mà nó sẽ được quốc tế chú ý và nó cũng củng cố ra cái năng lực để mà thư kiện tập đoàn Cộng sản mau chóng hơn. Các vụ kiện quan trọng này đều có liên quan đến cái Hiệp định Geneva năm 1954 và Hiệp định Paris năm 1973 mà Cộng sản Việt Nam đã vi phạm trước sự im lặng của quốc tế. Đã vi phạm trước sự im lặng của quốc tế, đặc biệt Hiệp định Paris có liên quan đến những quốc gia đã ký kết, trong đó có Hoa Kỳ. Nhưng họ đã không lên tiếng khi Cộng sản Việt Nam vi phạm. Nay,
với nhiều triệu phiếu trưng cầu dân ý trong tay, Tổng thống ngày Đào Minh Quân sẽ có đủ nền tảng để khởi động lại tất cả các vụ kiện về tội ác và sự vi phạm diệt chủng của Tàu Cộng, của Cộng sản Việt Nam, giúp cho thế giới, nhất là Hoa Kỳ, có cái lý do chính đáng và động cơ quan trọng để nhận nhập cuộc trực tiếp vào tình hình nước Việt Nam. Cho nên tôi nói với quý vị, tương lai là bến đỏ. Quý vị đừng có nghĩ rằng là đất nước của Hoa Kỳ, chính sách của Hoa Kỳ trở về Biển Đông là chỉ để câu cá đâu đấy nha. Quý vị nên nhớ điều đó. Ngày hôm nay, quý vị nhìn thấy mà tâm tư còn lững lờ, bởi vì ngồi cái sự nhận diện và suy tư của quý vị. Chứ đến đối với chúng tôi, nhìn thấy cái chiến lược của Hoa Kỳ tại Biển Đông là chiến lược đã lên khuôn lên mộng. Đã lên khuôn đúng mộng rồi. Chỉ chờ những ngày tháng kế tiếp là những thời gian hành động giải quyết. Cho nên quý vị đừng có ngỡ ngàng nghĩ rằng là tập đoàn Cộng sản có đầy đủ súng đạn và gan dạ bảo vệ đất nước. Nhưng một ngày gần đến đây, cho nên cái chiến lược của Liên Hiệp Quốc nó đặt ra là hãy để trái quả cho nó thật là chín, không cần thiết phải leo lên đâu. Chỉ cần tới mình tựa lên cái gốc cây đó, cái trái quả ở trên nó nằm mùi ra, bỗng nhiên nó rụng xuống. Thì tập đoàn Cộng sản tương tự như thế. Nếu tập đoàn Cộng sản lãnh đạo đất nước ngày hôm nay mà hiểu được cái chiến lược như thế, thì ngày mai này quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, sẽ cho tập đoàn Cộng sản, cái chỗ bu của tập đoàn Cộng sản, có cái chỗ hạ cánh an toàn. Còn nếu không, quyền cả cái đám bộ chính trị của các ngươi sẽ không có một nơi nào an toàn hết. Nhớ điều đó nha. Và quốc dân Việt Nam sẽ sẵn sàng hai tội quý vị trong mọi tình huống. Cho nên quý vị ngày hôm nay, cái điều cần thiết nhất mà quý vị có thể làm, đó là quý vị phải nhìn thừa nhận trước quốc dân là quý vị chỉ là ăn cướp chính quyền, trả thù dân tộc, chứ không phải là giải phóng gì cả. Như thế thì quốc dân Việt Nam ngày mai đây mới nương tay cho quý vị. Còn nếu bằng không, tập đoàn Cộng sản 18 vị con cát tra, 18 tên con cát tra bị quốc dân Việt Nam lôi đầu ra hai tội mà thôi. Phải không? Khi mà Tổng thống ngày Đào Minh Quân sẽ có cái đủ nền tảng để khởi động lại tất cả các vụ kiện về cái tội ác và sự xâm phạm, vi phạm, diệt chủng của Tàu Cộng và của Cộng sản Việt Nam, giúp cho thế giới, nhất là Hoa Kỳ, có cái lý do chính đáng và động cơ quan trọng để nhập cuộc trực tiếp vào tình hình Việt Nam. Phải nói là cái câu này mới là cái câu mà mình rất là muốn đọc đi đọc lại để cho quốc dân Việt Nam biết. Quốc dân Việt Nam đóng cái vai trò vô cùng quan trọng. Trưng cầu dân ý, quý vị là chiến sĩ đó, nên nhớ nha. Không phải là quý vị mặc áo chiến y quân đội rồi mang cái súng chạy lọc sọt ra rừng là quý vị là chiến sĩ đâu. Quý vị trưng cầu dân ý, quý vị là chiến sĩ đó. Quý vị góp tay vào giúp cho quốc tế hai tội tập đoàn Cộng sản và Tàu Cộng. Chứ đâu phải là quý vị là mang vũ khí mới gọi là chiến sĩ đâu đó. Không cần thiết cái chuyện đó nữa đâu. Bởi vì khi quốc dân Việt Nam chúng ta ngồi một chỗ nhưng một lòng giải thế tà quyền Cộng sản, hỏi thì tà quyền Cộng sản nó còn dựa vào đâu để nó bám víu. Cho nên một chiến sĩ của Đại Tâm Việt Nam còn họ có khả năng quýnh hàng triệu tên giặc cộng. Bởi vì tên giặc cộng ngày hôm nay nó bám víu lại, bởi vì nó còn tin tưởng tên Hồ Chí Minh là người Việt Nam. Chỉ cần một chiến sĩ dắt trong sự lừa bịp đó, thì nguyên cả bao nhiêu triệu đảng viên của tập đoàn Cộng sản nó tan biến.
có phải là một người quýnh hàng triệu người không? Đơn giản cái bài toán, hả? À. Trưng cầu dân ý, nhất định quốc dân Việt Nam phải quyết định cái tư duy của mình thờ Hồ Chí Minh hay là quy quốc gia dân tộc. Kẻ nào ngày mai nay trong tư duy vẫn còn thờ tên Hồ Chí Minh thì kẻ đã đừng bao giờ ngồi mắng nhiếc sao đời mình như dòng nước vô tình vẫn mãi êm trôi nha. Khi mọi người nô nức rồm rộp xuống đường để hoan hô ăn mừng nhìn thấy đệ tam Việt Nam Cộng Hòa cứu quốc, còn một số người thì là tự mắng nhiếc ngồi tha ta tháng sao đời mình như dòng nước vô tình vẫn mãi êm trôi. Francis, chúng tôi không bao giờ muốn nhìn thấy một số người nằm trong cái bối cảnh đó, nhưng đây chúng tôi nhắc cho quốc dân Việt Nam biết, ok, để cho quốc dân Việt Nam tự lượng sức mình và hãy thức tỉnh vỗ qua trưng cầu dân ý. Điều này sẽ đem lại danh dự cho các nước tự do là động cơ để họ song hành với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời giải thể và tiến đến giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam. Từ đó, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa có thể tổ chức tổng tuyển cử theo ân định của Hiệp định Paris. Sự kiện này khi xảy ra sẽ diệt luôn cái khí thế của Cộng sản Việt Nam, không cho chúng nó có cơ hội trở lại chiến trường. Vì kiệt quệ tài chính đó là ngày tàn vĩnh viễn của chúng, kéo theo sự sụp đổ của phe Tàu Cộng. Quốc dân Việt Nam đừng bao giờ ai ngại nữa, ngày hôm nay nhất định quyết tâm trưng cầu dân ý giải thể tà nguyên Cộng sản mà không cần can quan đổ máu. Đúng không? Đừng bao giờ nghe tập đoàn Cộng sản nó nói bất cứ một cái câu gì bu liêu trong cái tình huống này. Quốc dân Việt Nam ngày hôm nay đã có đệ tam Việt Nam Cộng Hòa lãnh đạo đất nước, chứ không phải là tập đoàn Cộng sản. Tương lai là bến đỗ. Mời quốc tất cả các anh chị em cùng Francis nghe bài nhạc trước khi chúng ta chia tay. Chúc quý vị một ngày thứ hai thật là bình an bên người thân yêu. Đào Minh Quân anh hùng cứu nguy dân miền, quên thân mình ngày ngày chúc lo việc nước. Một thời thề dân chiến đấu không ngại ngùng vì nước hy sinh cho cuộc đời. Việt Nam Đào Minh Quân dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân xây cơ đồ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Ok, cảm ơn quý vị, kính chào quý vị, chúc quý vị một ngày bình an. Bye bye.